Các bạn đang theo dõi chương trình Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo trên trang web tiếng Trung cầm su.com khóa học Hán ngữ cơ bản dựa theo giáo trình bối giả của Đại học Bắc Kinh. Bài 1 Ní họ Trước tiên, mời các bạn học bài hội thoại số 1. Đây là cuộc trò chuyện giữa David một du học sinh Mỹ và Lý Quân, một sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Mời các bạn nghe mình đọc trước một lần. Ni hao, ni hao. Ni shi lao shi ma? Bu shi, wo bu shi lao shi, wo shi xue Ta shi lao shi. Xie xie, bu bây giờ chúng ta cùng học từng câu nhé trước tiên đó là cặp câu ní khảo ní khảo mà hai bạn dùng để chào nhau nghĩ có nghĩa là bạn khảo là tốt đẹp khỏe ní khảo là câu chào thông dụng và phổ biến trong tiếng trung dịch ra tiếng việt có nghĩa là xin chào bây giờ xin mời các bạn đọc lại cả câu theo mình ba lần câu tiếp theo david hỏi nhì sư sư mà chúng ta vừa học rồi có nghĩa là bạn sư có nghĩa là là lão sư có nghĩa là giáo viên ma là trợ từ dùng để hỏi cả câu này có nghĩa là bạn là giáo viên phải không mình giải thích kỹ hơn cho các bạn về cách dùng câu hỏi nghi vấn với ma ma được thêm vào cuối câu trần thuật để tạo thành một câu nghi vấn ví dụ ní hǎo có nghĩa là xin chào khi thêm ma chúng ta được câu ní khảo mà có nghĩa là bạn có khỏe không? Tương tự như vậy với các câu trần thuật khác. Bây giờ xin mời các bạn cùng đọc lại cả câu này theo mình ba lần. Nǐ shì khỏe không? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Và đáp lại câu trả lời này, Lý Quân nói Bù có nghĩa là không Bú sư có nghĩa là không phải Đây cũng là từ thường dùng để mở đầu cho một câu trả lời Ý có nghĩa là không phải Ủa có nghĩa là tôi 我不是老师 Có nghĩa là tôi không phải là giáo viên 学生 Là học sinh 我是学生 Có nghĩa là tôi là học sinh 他 Là cô ấy 他是老师 Có nghĩa là cô ấy là giáo viên Mời các bạn đọc lại cả câu này theo mình ba lần 不是老师 我不是老师，我是学生。不是，我不是老师，我是学生。不是，我不是老师，我是学生。 lão sư 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 Khi nhận được thông tin rồi, David trả lời xie, xie Từ này có nghĩa là cảm ơn Và câu đáp lại với mỗi lời cảm ơn trong tiếng Trung là gì? Lý Quân nói bú khờ chỉ Có nghĩa là không có gì, đừng khách sáo Mời các bạn đọc lại cả câu này theo mình 3 lần Xie xie, bú khờ chỉ Xie xie, bú khờ chỉ Xie xie, bú khờ chỉ Các bạn vừa học xong tất cả các câu trong bài hội thoại số 1 rồi đấy. Mời các bạn nghe lại một lần nữa. 你好。你好。你是老師嗎?不是,我不是老師,我是學生,他是老師。謝謝。不客氣。Cả bài hội thoại này dịch ra tiếng Việt có ý nghĩa như sau. Xin chào. Xin chào. Bạn là giáo viên phải không? không phải tôi không phải là giáo viên tôi là học sinh cô ấy là giáo viên cảm ơn không có gì